Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận Liên Chiểu, cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Biến. Đến kiểm tra tại chợ Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc và các điểm phong tỏa xung quanh khu vực này, Bí thư Thành ủy Nguyễn, Nguyễn Văn Quảng đề nghị của Liên Chiểu tiếp tục có đánh giá kịp thời, nhanh chóng khoanh vùng, truy vết các khu vực nguy cơ, đảm bảo an sinh trong các khu phong tỏa đồng thời thăm hỏi, động viên lực lượng y tế, các tổ Covid cộng đồng tại đây tiếp tục nỗ lực phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm để góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn. Ngay sau khi kiểm tra thực tế tại phường Hòa Khánh Bắc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã có buổi làm việc với quận Liên Chiểu về tình hình triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị trong các bản tin tiếp theo.